Bạn phải nhớ rằng sư phụ luôn nói chuyện với một đối tượng cụ thể vào một thời điểm cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, hãy nhớ rằng khi tôi nói với bạn những gì sư phụ đã nói với tôi về một chủ đề cụ thể, thì đây không phải là một tuyên bố chung có giá trị phổ quát, bất kể ai ở đó và nó ở đâu, vân vân. Bạn biết tất cả. Những câu nói mà bạn biết đều liên quan đến những người hay tình huống cụ thể. Được rồi, tôi luôn nói với mọi người rằng nó cũng giống như khi bạn đọc kinh Agama hoặc khi bạn đọc những câu chuyện về những người đã ở bên Đức Phật và cách Ngài dạy giống với sư phụ. Bạn có thể nhìn thấy nó gần như diễn ra song song. Bạn thấy cách sư phụ dạy chúng ta và cách Đức Phật đã dạy các đệ tử của mình, nó giống như là cùng một trạng thái, theo cùng một cách. Có thể không giống hoàn toàn, vì sư phụ có những lối nói tượng trưng ẩn dụ khác biệt của thời đại ngày nay. Nhưng dựa trên một nguyên tắc, sư phụ dạy. Tất cả các đệ tử của mình giống như Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy tất cả các đệ tử của mình tùy theo điều kiện từng người một. Trong số các đệ tử của Phật có một người vô cùng ngốc nghếch. Thậm chí các vị tỳ kheo cũng không cho anh ta xuất gia. Và anh ta cảm thấy rất tệ. Sau đó anh tới gặp Đức Phật và nói: "Con không thể nhớ bất cứ điều gì. Con xin lỗi Thế Tôn. Con không thể nhớ, không thể nhớ được mọi thứ. Và con không biết cách tụng kinh. Và con..." Đức Phật hỏi: "Vậy con có thể quét nhà bằng chổi không?" Người đệ tử trả lời: "Vâng, con có thể làm điều đó." Phật nói: "Được rồi, khi con quét phòng thì chỉ cần niệm tôi có thể quét và dọn sạch tâm trí của tôi. Mỗi khi tôi quét bằng chổi, tôi đang dọn sạch bụi bẩn ra khỏi tâm trí của tôi." Đức Phật nói: "Đó là tất cả những gì con cần phải làm." Vì vậy, với mỗi đệ tử, sư phụ đã làm điều tương tự. Nó giống với cách của Đức Phật. Nếu bạn muốn biết sư phụ đã dạy chúng tôi như thế nào, thì đó là cách Ngài dạy chúng tôi. Bạn có thể đọc câu chuyện kinh Agama, câu chuyện của những đệ tử này, tất cả những điều khác nhau đã xảy đến cho họ khi ở bên Đức Phật. Đức Phật đã sống nhiều năm, bạn biết đấy, trong nhiều thập kỷ, và các đệ tử đã ở bên Ngài mọi lúc. Đó là cùng một cách. Ngài dạy bạn, hãy tùy theo điều kiện của bạn, chứ không phải điều kiện của người khác. Nhưng sư phụ luôn luôn thật buồn cười khi sư phụ thuyết pháp, một người có trí tuệ như vậy thuyết pháp trong Phật đường. Sau đó sư phụ sẽ đưa các câu chuyện cả trong buổi diễn thuyết. "Ồ, có một người mà tôi biết đã làm điều này, nhưng sau đó họ đã làm sai lầm và thỉnh thoảng dẫn đến câu chuyện như vậy." Bạn thậm chí có thể nghe thấy nó đâu đó trên cuốn băng nào đó. Và mọi người trong Phật đường nói: "Ồ, sư phụ đang nói về tôi." Nhưng chúng tôi đã trò chuyện với nhau sau buổi thuyết pháp. Họ nói: "Không, đó là tôi. Không, đó là tôi mà. Không, đó là tôi." Sư phụ làm được nhiều việc thật. À, mà yếu yếu rằng sang lấy đồng hoài yi xin. Sư sống. 哎,我打这个妄想,你怎么知道呢?那你可以打这个妄想,你就不可以我知道?因为我和你一样,你打妄想,那
我这个电波也就动了，就好像那个雷达似的，每一个人的脑和脑都有雷达，你要会看这个雷达，你打什么妄想啊，都现出来了，又打了妄想了，说这位法师大概是读心理学的吧。 怎么我打妄想他就知道呢？不错，我就是读心理学的，你们谁要有心理学的毛病就来看这个，到这儿来就会没有了。 Đó là tôi. Vâng, chúng ta làm cùng một thứ. Ồ, sư phụ thật sự đang nói về tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.